Saturday, Sunday, Smokey, don't back for your health. Don't be drunk. Quay học sinh luôn. Bruh. Hello kids. Smoking is bad for your health. Don't do drugs. Ủa tối mấy giờ mới ngủ? 2 giờ mấy? Ủa what? Cái gì vậy? Đúng phút nữa. Ông bị lắc á. What a waste of good tea. Em đến chỉnh gì em? Mình nói gì cho sập nhỏ nó không buồn. Sợi da anh thì anh hút thuốc được 3 tháng rồi. Và đầu tiên người rủ rê anh là anh Chip. The fuck bro. Thật sự ra lên đại học rồi mít. Có rất nhiều trái cây em có thể lựa như là ổi, hoặc cam, xoài. Một loại trái cây đặc biệt tên là Kush. Lẽ hơn tới ra để kể một câu chuyện vui không bê? Vui nghe, vui vẻ lòng luôn. Rất là trà đạo luôn. Rất là trà pha chứ trà. Rất là dại. Nãy ba ông hút thuốc, cái ly trà tao mới rót ra, ông ngồi ông nhậm cái hướng như trống luôn. Ừ, ông hút cái gì nè, cái đó kiểu cái con cái trà pha với trà, trà pha trà đâu, trà xanh pha trà đen, thử nè trà. hay giờ tôi bệnh rồi ai chữa nhiễm ba. Ủa mày dài rồi mày không xong thì bị ung thư uống mấy sao bằng được ba. Mà anh em phim rắc vô đây. Ông đem cái này lại đi, ông làm gì? Má có chim, cũng mất tôi đem con cạ chim luôn. Tips for smoking, đừng để ly nước kéo ra, rồi để tàn. Nhưng mà ly này, không làm sao ly này. Ly này sao? Để tìm tay. Vậy đem con hai con mẹ làm gì, hay lại làm gì? Ngồi đi. Mày máu trong gì? Này, this is not black, dude. Hiện giờ tụi anh đang có mặt tại Đà Lạt, một nơi rất là ít chi là đầy khói thuốc. Anh có thể cho tụi em coi cảnh rất là đẹp ở Đà Lạt. Rất là đẹp luôn. Có một người đàn ông đang ngồi đây đéo hiểu gì sao mà đủ mất để hai cái gạt tàn luôn, đéo đám thuốc vô cảnh ly trà của tôi. Hiện giờ thì rất là lạnh, các bạn thấy tôi thở ra khói luôn, rất là lạnh luôn. Nhiệt độ tầm khoảng bây giờ mấy giờ? 8:30 đúng không? 30 trừ 8 là 22, 22 giờ trừ thêm 7 ở đây là còn 15. 30 trừ 8 là 7 ở đây là 15, 7 ở đây là còn 10 nữa là 5. 5 độ đó. What? What the fuck? Your math is blowing my mind. Cứ đến mỗi sau khi hết một học kỳ, các bạn sẽ có một kỳ gọi là sem break. Kéo dài tầm khoảng tháng. Kéo dài tầm khoảng 3 ngày. Ở đây tầm khoảng 3 ngày đối với dân designer. Còn đối với SBM thì nói chung là rất là nghỉ sớm. Nhưng mà cũng theo vào đó thì chạy rất nhiều task ở bên ngoài chẳng hạn. Bạn có thể đi làm. Đó thì nói chung là trong thời gian sem break nó còn bận hơn cả in break. Ủa em đang xem chứ lộn. What the fuck? Bro you luck. Còn tiếp gì thì chia sẻ cho anh em đi. Cứ chơi Don't get sick. Cứ chơi game thoải mái đi. À đúng rồi. Khi nhập học vào khóa này
nhớ phải mang theo khẩu trang. Nếu không muốn học online, nếu làm bài nhóm, don't be an asshole. Do your job. Nếu không làm bài nhóm, don't be an asshole. Submit trước 23:59. Lỡ trễ một ngày rồi, thì trễ 2 ngày luôn. Khi mà thuyết trình, nếu mà không muốn các nhóm khác đặt câu hỏi nhiều về nhóm mình, thì đặt câu hỏi nhiều về nhóm khác. Chắc chiều mưa á. Hả? Ghê vậy? Ủa, đang quay tiếp hả? Hello, motherfucker.